Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Mình lại giới thiệu cho anh em và các bạn là gioăng mặt máy, hay là còn gọi là gioăng quy lát của lắp trên cái máy, cái động cơ ấy, của con xe Suzuki Pro, hay là mình hay thường gọi là Su đầu to nhá. Cái đặc điểm của dòng xe này là cái gioăng mặt máy này, nó là gioăng thép. Gioăng thép này nó tức là gioăng thép này xem nào, một lớp này, hai lớp đó, hai lớp là ba lớp, đúng không? Gioăng thép này là có ba lớp nhé, một hai ba lớp. Thường ra là những cái dòng gioăng thép này là gioăng nguyên bản của xe là bao giờ nó cũng mỏng hơn cái dòng gioăng bìa, hay là mình gọi là gioăng ameang. Những cái gioăng này thường ra là khi nào làm máy, hay là mình gọi là làm về phần động cơ ấy, thì khi mà mình tháo cái mặt máy ra đấy, hay là mình thường gọi nó là cái lắp máy đấy, thì phải thay cái gioăng này. Gioăng này là đa số là chỉ được dùng một lần thôi, ít khi mà tái sử dụng lắm. Bởi vì khi mà mình siết ấy, mình siết vào là tất cả những cái bề mặt này nó lín chặt vào đây đấy, và tất cả các cái điểm mà người ta tạo gờ này nó đều xẹp xuống đó, tạo gờ này. Cho nên là toàn bộ những cái gioăng mà đã tháo ra, đã sử dụng rồi thì không bao giờ tận dụng lại, mà bắt buộc phải thay gioăng mới. Đó. Có những cái riêng những cái loại gioăng thép này này, đấy, có những cái xe hoặc những cái khi người ta sử dụng ấy là đa số là bị mất nước. Mất nước nó gây lóng máy thì nó sẽ dẫn đến là nhiều con là nó bị thổi gioăng, thổi các cái phần này, nó, những cái máy này nó thông sang nhau này. Đấy. Thì lúc đấy là tháo ra bắt đầu là thay thế. Thì đây mình vừa giới thiệu cho anh em cái gioăng mặt máy, hay là còn gọi là gioăng quy lát lắp trên con xe Suzuki Pro. Hoặc là Su 7 tạ nhé. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Tư vấn và lắp đặt tại gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.